Giỏi quá nè. Giỏi. Chào con. Ôi về về. Ôi về về. Vậy là ngày nào đi học về cũng sắp hàng vậy đó ha. Giỏi. À, ngoan. Ngoan. Rồi giỏi. Ngoan. Ngon không? Các con ăn ngon không? Rồi. Ngoan. Đúng rồi đó. Rồi, thấy cưng không? Đó, đó, đó. Ngồi ngồi nó đi nha, cho Trâm Minh nè. Trâm Minh còn phát kẹo nữa nha. Ngồi nó đợi nha. Camera trước tôi coi chị mình cho thấy tụi nhỏ không? Vui. À, mày. Chào mình. À, chào con. Chào mình. À, chào con. Tâm tâm tâm. Ủa. Con có thấy hình con. Ngoan. Đó, giỏi. Giỏi. Ông môn Phật đi. Môn Phật đi con, giỏi. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thì hiện tại bây giờ là chắc khoảng đâu đó khoảng 9-10 giờ gì rồi. Em đang ở tại là chùa Phước Lâm. Nơi đây nuôi dưỡng mà trên dưới 100 nội ngoại lớn tuổi mà không có nơi nương tựa. Thì trong buổi sáng trưa ngày hôm nay, em tiếp tục quay lại đây để em mang theo tấm lòng của nhà hảo tâm, đó là anh Chí Nguyễn. Anh Chí Nguyễn có gửi về cho em là 30 triệu đồng để cúng dường cho ba chùa, là chùa Phước Lâm, chùa Phật Học và chùa Kim Phước, ở tại ba khu vực khác nhau. Tại vì do là cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là anh Chí Nguyễn vừa rồi đã hỗ trợ cho các cụ, các nội ngoại về cái phần quà là phần tiền 200.000 cũng như là những cái máy niệm Phật. Tuy nhiên rằng là những cái máy niệm Phật lần đó em gửi thì nó lại không có cục sạc đó. Thì sau khi mà em khui cái thùng cuối cùng đó, thì em mới thấy là cái thùng cuối cùng toàn bộ là cục sạc không. Từ đó giờ em không có biết cái máy niệm Phật nó ra sao, như thế nào. Thành ra là em khui ba cái thùng trước là hoàn toàn máy niệm Phật không, hoàn toàn không thấy được cái cục sạc. Em cứ nghĩ nó không có sạc. Ai về cái thùng thứ 5 là cục sạc không. Thành ra lần này anh Chí Nguyễn có trao cho em cái trọng trách là quay trở lại các chùa mà đã hỗ trợ về cái máy niệm Phật và sẽ có cúng dường cho chùa. Thì cũng chia sẻ luôn với cô chú anh chị là anh Chí Nguyễn gửi cho em là 30 triệu. Thì nguyện vọng của anh Chí là mong muốn cúng dường mỗi chùa 10 triệu. Tuy nhiên rằng là ngày hôm qua thì em phát chiếc xe hai bánh điện là thiếu 5.4 triệu, thành ra em có xin anh Chí là 5.4 triệu. Thì em đã lấy ra trong phần 30 triệu của anh Chí. Là ở đây là em còn lại là 24.600.000. Em sẽ chia cho 3 chùa thì mỗi chùa sẽ là 8.200.000 của chú anh chị ha. Và ngoài ra thì ngày hôm nay em quay trở lại thì em sẽ đem những cái cục sạc của những cái máy niệm Phật như thế này đó, để gửi đến cho người quản lý hoặc là sư cô hoặc là sư thầy trụ trì ở tại chùa. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chùa Phước Lâm chung với em ở tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng để trao tấm lòng của anh Chí đến với các nội ngoại tại đây bằng những cái cục sạc cũng như là cái phần tiền cúng dường là 8.2 triệu cô chú anh chị ha. Như cô chú anh chị cũng thấy đây ha, đây là chánh điện của chùa Phước Lâm. Thì ngày hôm nay thì em không có hỗ trợ cho các đoàn ngoại mà em chỉ đem tới một cái thùng sạc là 100 cái như thế này thôi. Với số tiền của anh Chí cúng dường cho chùa để phụ chung tay với sư thầy, sư cô để lo về tiền điện, tiền nước, hỗ trợ cho các cụ. Đó,
thời điểm bây giờ tương đối là em thấy nó cũng khá là nắng. Thì trước khi em đến đây thì em có điện cho sư cô khoảng 20 phút trước để sư cô đón em để nhận về những cái cục sạc cũng như là cái phần quà. Sư cô đâu rồi? Dạ, con chào sư cô. Dạ. Dạ. Ủa sư cô Trí đâu rồi cô? Dạ đâu ạ? À, bữa nay thì con chỉ gửi tiền cúng dường thôi, cũng như là về những cái cục sạc của máy niệm Phật á. Máy hư trơn rồi. Ủa? Không biết sao sạc cái nó câm luôn à. Không phải, không phải hư đâu, tại vì nhiều khi mình ghim chưa đúng á. Đó, dạ. Sạc biết bao lâu chặt trực tiếp. Nè bây giờ cô lấy cái cục sạc này mới giống đúng như nè. Như là mình sạc trực tiếp á. Mở được. Giờ cô cũng giữ đó mà mua cho mấy hai cái khác. Phải phải ghim đúng cái cục sạc này của nó mới được. Có lẽ là như vậy. Vậy là đúng dạ. Cục sạc mới được. Ủa hồi nãy con có điện cho cô Chí mà cô Chí chưa lên hả? Cô có điện rồi. Dạ con có điện rồi. Chứ Minh ngồi đây đi chứ Minh. Dạ dạ. Tại bữa nay con không có gặp các nội ngoại. Còn có một cái thì con cho xin một cái. Ô máy điểm Phật con hết rồi. Nay con chỉ điện. Ông hãy xin cái này nè. Xin sạc dạ, cái máy có đó chứ. Đó. Cái máy hổm nó sạc này được không? Dạ dạ. Cái này nè, còn dạ. Cái cô trả sư phụ rồi. Rồi còn cái nó câm nữa cái cô để đó. Dạ, rồi cô lấy cái đó về sạc đi nha. Cái sợi dây trắng trắng đó. Một đầu của ghim vô trong cái lỗ đó. Rồi lấy sợi dây kia rồi. Đúng rồi, đầu ghim vô trong cái lỗ này nè. Vậy cô hy vọng cái đó nó dạ được chứ, chắc chắn được. Dạ. Trắng còn cái. Cái cô đem cô thấy nó cầm cô gửi sư phụ tính đổi mà thôi nó trả. Dạ, thì cô sạc đi. Tại vì cái phần quà thì nó cũng con trao hết rồi. Dạ, nó cũng không đổi được nữa. Mấy ngày tháng 7 có nhiều người ghé thăm cô. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Nhiều lắm, cho đồ ăn là nhiều, ăn muốn gần chết, cô mới nhập viện về. Ủa cô bị gì? Cô bị thận kiểu như là dạ. Bị lập chút tay á, thận á, thận nó lên hoạt động. Dạ. Chút xíu chết. À, chút xíu có lên lại. Dạ. Rồi mới xuất viện qua. Máy niệm Phật. Dạ, hôm bữa là thận cái máy với sợi dây sạc. Mà cuối cuộc thì nó lại chưa có cái cục sạc. Trả sư phụ cái còn cái. Sao không đưa tôi trả sư phụ chi? Bởi vậy. Tính trả không đổi cho con cái nào nó hát được. Dạ không nó. Trả ổng nó thân. Nó cũng có nhiều đó hả? Tại sư phụ ổng cũng đâu có mà để ổng đưa đâu. Thôi cô đừng lấy đi. Tại vì con mua cái máy kia rồi. Giờ con cho cô cái máy đó để viện lục. Thôi để nghe đi. Nhiều quá, con nhiều máy lắm. Nhiều tại vì hả? Tại vì con có cái máy mới mua cho má Hồng đó. Không có nghe được làm sao con mua cho má Hồng nghe mà bấm. Rồi bây giờ nếu mà sư cô Chí chưa lên thôi sư cô ôm cái thùng này giùm con đi. Rồi, dạ. Nha, để đây, xuống dưới gặp cổ luôn. Dạ. Không đợi cô lên đâu hả? Dạ không, bây giờ xuống gặp cổ luôn đi. À gặp cổ luôn hả? Dạ. Rồi sư cô ôm cái thùng giùm con đi. Dạ. Vậy là đa số là người ta ghé thăm là cho tôi ăn nhiều hả cô? Mà có lì xì nhiều không? Có một cái công ty mới cho tiền nhiều tới 800 ngàn. Ồ, quá quý. Công ty á. Dạ. Còn ở ngoài thì không có nhiều, từ 200-300 trở lại. Dạ, 800 ngàn mà 100. Mình đi ngã này cho nó gần. Dạ, mà 100 cụ thì nó cũng là 80 triệu rồi. Đi ngã này nó là gần. Sư phụ mở đường tắt. Dạ. Đi ngã kia nó hơi xa. Mở cái cảm ứng. Dạ. Chứ mình đi đủ chỗ chứ. Dạ sao sư cô biết? Biết chứ. Mở cảm ứng lên đó. À có cái điện thoại xe lăn á, xe lăn cái chục cái luôn. Dạ. Đầu cũng có xe lăn á. Dạ đúng rồi. Cái chục cái luôn. Xe ba bánh điện á. Dạ. Quá khách tâm mạnh quá. Chủ yếu nhà hảo tâm không ấy chứ đâu phải của con nữa. Trời con. Dạ chào cô. Chào cô, nhưng mà bữa nay thì con. Dạ, nay con chỉ đem cái cục sạc thôi. Dạ. Tại hôm bữa thiếu. Dạ. Tại hôm bữa nó đúng hơn thì do cái thùng đồ á con cũng không có nghĩ là cái cục sạc này bạn con có lấy lại. Dạ, con nghĩ là cái thùng cục sạc này nó nằm ở cái thùng khác. Thành ra là không có biết á sư cô. Dạ, chào ông ngoại. Con đừng không đi lấy gì có. Dạ, con đứt không. Vậy thôi Phương lấy cái cục sạc này nè Phương. Dạ. Có đưa rồi, đưa rồi ha. Đưa rồi. Má Hồng có chưa? Hả? Má Hồng có cục sạc chưa? Thì đó con lấy vô cái máy đó đó, còn cái máy con mua dạ. Cái xài pin. Bây giờ thì con đưa cho sư cô và để sư cô phát sao. Dạ chứ bây giờ thì con cũng không biết ai.
Dạ, chào mấy ngoại nha. Dạ, mà bữa nay con xuống con đưa cái cục sạc cho cái máy niệm Phật hôm bữa đấy. Dạ. Dạ, quá nhanh luôn á, đi này nhanh. Dạ. Mình cũng khỏe ha. Dạ. Coi trong cảm ơn ha, thấy. Dạ. Hay quá. Cái cô là Lĩnh Châu. Dạ. Dạ Lĩnh Châu, Vĩnh Châu thì con ghé nhiều. Ghé một coi. Dạ. Dạ con thấy sư cô bên đây phải sư cô không? Phải phải cô Chí không? Đây thấy mấy ông già này không biết. Lại lại cấp cô Chí đây nhẹ đây xe đuổi xe. Dạ. Bỏ lại cấp nữa là phòng rồi đó, mới vô phòng đó. Ở đây rồi nè. Dạ. Khi mình thấy cấp cổ chưa? Dạ con thấy rồi, hôm bữa con ghé rồi, con cũng có quay sơ sơ ở ngoài rồi. Dạ. Trời ơi sư cô. Dạ. Dạ đây con tới đây. Rồi. Vậy này là quà của nhà hảo tâm hả sư cô? Không, cái này là mì bánh sữa dư quá mấy bà cụ mới gửi lại à. Cô mới vô phần cô đi cho bên hội bảo trợ 140 phần. Dạ. Hội bảo trợ con nghĩ là không hết đấy em, không hết rồi con này. Dạ. Thì đi cho nha khuyết tật 140 em khuyết tật nữa. Dạ. À. Dạ. Để cô chuyển đi. Ừ. Dạ rồi, hôm nay con hiểu rồi. Hôm nay là đem cái gì á cái sư cô sẽ thử coi nó là cái gì. Này là cái có luôn nữa nè, có cái này à. Cái này chỉ ghim vô đây hả? Dạ, có nghĩa là hôm bữa cái máy không mà không có cục sạc. À, bây giờ là phát cho mấy bây cụ giờ là... bây giờ cục sạc ha. Dạ đúng rồi. Rồi. Đó thì bây giờ sư cô trao giùm con. Rồi, A Di Đà Phật. Thì chia sẻ luôn với sư cô tấm lòng cũng là của anh Chí Nguyễn đó. Vậy đó hả? Dạ. Thì đầu tiên thì tại vì do là gửi về 5 thùng mà rút cuộc cái thùng sạc là nó dùng cái thùng cuối cùng. Con không có biết, con tưởng nên nó không có cục sạc. Hèn gì mấy bà cứ than nó cũng biết cái cục đâu. Nhiều bà không biết sao sạc. Nhiều bà không có điện thoại. Dạ. Cái dạ cục rồi. Sạc coi gì nữa cô sẽ phát nghe. Dạ. Rồi. Vậy thì cô Trí phát giùm rồi, anh Trí ha. Rồi. Rồi thì đầu tiên thì anh Trí gửi đến 100 cục sạc như là 100 cái máy hôm bữa. Thứ hai nữa là anh Trí mong muốn là gửi đến cho sư cô là 8.200.000 để cho sư cô lo cho các cụ đóng tiền điện, tiền nước hay gì đó. Ủa không mới gửi rồi bây giờ nữa hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi tốt quá vậy ta. Dạ anh tốt dữ lắm. Trời luôn. Dạ anh gửi con đi lòng... lại ba chùa luôn á. Vậy đó hả, tấm lòng cao thượng quá ha. Dạ. Rồi cầu nguyện cho Nguyễn Chí Mạnh ha. Dạ. Được nhiều sức khỏe. Dạ. Làm ăn được gặp nhiều điều may mắn. Dạ. Để có thể mở tấm lòng từ bi đến với các cái máy ấm gia đình. Những người còn trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Dạ. Cô xin được trân trọng nhận tấm lòng này. Dạ. Và rất là vui và hạnh phúc. Dạ. Khi được có một người biết như vậy tưởng nhớ đến những người còn neo đơn, những người còn khổ sở. Dạ. Xin trân thành cảm tạ tấm lòng của Nguyễn Chí Mạnh ha. Dạ. Rồi chúc cho Nguyễn Chí Mạnh cùng với gia đình mọi điều tốt đẹp, hưởng năm điều phước báo. Dạ. Sống lâu sắc tốt, yên vui, sức mạnh và trí tuệ. Dạ. Và luôn luôn được phát triển ở mọi lĩnh vực. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn sư cô nhiều lắm. Chúc sư cô sức khỏe vẫn giữ gìn như vậy. Và sẽ sớm gặp lại sư cô. Rồi, A Di Đà Phật. Dạ. Mới có nghe mở mạng lên rồi mình tới là vỗ tay. Dạ, mà tiếc ghê luôn mà tại vì lần này con chỉ ghé vậy thôi. Dạ đúng rồi. Trong tháng 7 này thì các cụ nhiều lắm. Dạ. Mình để rời ra trong các cái tháng khác. Dạ đúng để rồi. Để tới mấy cái tháng khác không có. Dạ. Bữa hôm cô mới mở lên thấy đi Phật học 2. Dạ thì đúng. Các cụ đi xe lăn rồi đó mà bởi hình như không có người hướng dẫn ạ. Cô thấy dạ. mình nên mà mình đi dạ. đi hướng dẫn rồi sắp xếp mấy cụ với mấy người ở ngoài người ta đi vô đó. Dạ đúng ta rồi. Ta nghe tới người ta đi vô. Dạ thì cũng có người quản lý nhưng mà mỗi chỗ thì nó mỗi khác. Dạ, dạ rồi, rồi con chúc rồi. Sư cô sức khỏe. Bây giờ con xin phép con qua bên đó đó. Rồi vậy đó qua bên tại vì hôm bữa con đưa cũng thiếu cái này. Cũng thiếu cái này hôm bữa rồi. Là cái thùng thứ tư khui ra thì nó là khoảng chắc còn khoảng nghĩ khoảng 80 cái máy đó nhưng mà
nhưng mà lại có khoảng chừng 40 cục sạc. Vậy đó hả? Thành ra cũng thiếu. Đúng rồi. Dạ. Phải rồi, hẹn gì mấy bạn đã thắc mắc trời chết rồi. Sao mà không có cái đồ, mình cứ nghĩ là mấy bạn lấy trong cái đồ. Bởi vậy con cũng nghĩ vậy. À, bởi vậy đó. Nó không mấy bạn nói ủa. Nó không vô hả? Nó không vô. Dạ. Không vô. Ăn vô mấy cái này. Tại vì con cũng đâu có biết đâu thiệt chứ. Bởi thành ra là anh Chí khi mà con phát hiện, con phát hiện ra cái thùng cuối cùng này là cục sạc không, là con nói với anh Chí. Anh Chí lập tức chuyển tiền cho con. Nói thôi quay trở lại tức tốc tốc độ liền để gửi cho mua luôn đó hả? Dạ không, nó nằm ở trong cái thùng cuối cùng. Cuối cùng mình nhận trả lại. Dạ, nhưng mà anh Chí bắt đầu chuyển tiền qua cho con, nói Minh đi liền cho anh. Đó, để cho các cụ có nội ngoại có sạc. Đó, vậy thành ra tấm lòng anh Chí lớn cũng lớn lắm mà sư cô ơi. Rồi, A Di Đà Phật, cảm tạ được công đức rất là nhiều. Dạ, con xin phép. Dạ, bây giờ dạ, bây giờ em mời. Chị nghe cũng khỏe, tôi đi qua tới Vĩnh Long. Ủa? Để cho cái chùa Long Thành. À, sư cô đi chùa Long Thành nữa ha. Dạ. Thỉnh thoảng là cô cứ đi. Dạ. Có quà, có đồ gì đó là cô cứ đi rồi mình mua thêm. Dạ. Mua thêm tiền để gửi. Nói chưa cũng xa nha, sư cô xuống dưới cũng xa đó. Không, cô đi xe, cô đi bao xe. Dạ. Bao xe cũng đi tới nơi. Dạ. Tại đi thăm bà con luôn, sẵn đi thăm bà con. Dạ. Rồi bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng qua bên chùa Phật Học 2 chung với em nha. Dạ, để tiếp tục gửi. Thầy mới vừa xây dựng thêm cái chùa Nam Sơn. Dạ. Và xây dựng 8 phòng để nuôi chủ lão. 8 phòng. 8 phòng nữa. Dạ. Có dịp đi qua bên đó. À, chùa Nam Sơn là thầy mới xây 8 phòng luôn. Cô mới về dự trì, mới làm cái lễ dân y nè, cô mới đi dự. Dạ. Thấy đang xây 8 cái phòng do giữ lão. Dạ. Trong đó có nhà vệ sinh, có đồ làm láng gạch hết trơn nha. Dạ. Sang trọng. Coi như người ta gửi cho thầy 8 tỷ và thầy làm một cái rộng. Thôi thôi. Không có tốn. Không dạ. Đỡ nặng như bên đây đâu. Hay quá trời. Dạ. Phải nói cái phước của thầy Huệ Nghiêm rất là lớn. Dạ. Thầy làm quá cỡ mà. Dạ. Dạ. Rồi em mời cô chú chị qua chùa Phật Học 2 nha. Rồi còn năm bị sư cô, năm bị cô nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi, em mời cô chú anh chị qua chùa Phật Học 2 chung với em nha. Dạ. Dạ rồi, cô chú anh chị ơi, thì bây giờ em đã qua bên chùa Phật Học 2 rồi, ở tại thành phố Sóc Trăng. Thì em tiếp tục em trao tấm lòng của anh Chí nha cô chú anh chị. Là cái số tiền là 8.200.000 để cúng dường. Và ngoài ra thì 70 cái củ sạc này sẽ kết hợp với những cái củ sạc lần trước mà những cái máy niệm Phật mà em đã hỗ trợ. Thì lần trước đối với cái thùng đồ đó là thùng thứ tư thì cũng có khoảng đâu đó là 30-40 cái cục sạc rồi. Thành ra lần này em xin phép anh Chí là dùng 70 cục sạc để gửi đến chùa Phật Học 2 để tiếp tục gửi đến cho các nội ngoại mà chưa có cái cụ sạc đối với cái máy niệm Phật từ tấm lòng của anh Chí gửi lần trước. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chùa Phật Học chung với em nha để tiến hành gửi cái số tiền cúng dường là 8.200.000 kèm theo đó là 70 cục sạc máy niệm Phật từ tấm lòng của anh Chí Nguyễn ở Mỹ. Ngày hôm nay thì là ngày thứ chắc thứ năm thì vậy. Mà cô chú anh chị thấy nè, những đoàn xe khách là từ biển số Bình Dương nè, đó Tiền Giang, Sài Gòn rồi cũng ghé tương đối khá là nhiều. Mặc dù thời điểm bây giờ là khoảng là 11 giờ trưa, rớt vô khung giờ cũng hơi trưa rồi. Tuy nhiên là người đi chiêm bái mà nếu có dịp ghé Sóc Trăng ai cũng ghé nè. Vì số 62 Long An cũng có nữa nè. Đó, đây các nội ngoại trong những lão nè. Dạ. Thôi nên em đi hướng này vậy ha. Bên này đến hả? À, dạ không, bữa nay con ghé đến gặp thầy chủ trì thôi, bữa nay cúng dường thôi. Dạ anh, bữa nay có thầy chủ trì cho em anh. Rồi bữa nay anh không đi đâu á. Vậy hả? Dạ. Rồi thôi để em vô em gặp sư cô cũng được. Gặp sư cô đó. Dạ. Sư cô gặp anh quản lý cũng được. Anh đang niệm Phật. Chị, anh quản lý đâu rồi chị? Dạ, anh chạy vô mới chạy vô. Dạ. Chị anh quả, anh chín anh kìa. Đây nè anh. Rồi, chào anh. Rồi, bữa nay thì em xuống đây để làm gì? Xuống đây, lần này em xuống đây để em trao cái củ sạc. Chỗ bỏ mình chưa có.
đúng rồi, rồi. Ai hỏi ai chưa có thì anh cho nha. Đúng rồi, bây giờ anh quà trao giùm em đi. Rồi, okay. Cái này ha. Rồi, okay. Cái thứ hai nữa là này, chủ trì thầy chủ trì đâu anh? Đi đi coi du lịch. Đi du lịch à? Có cô ở nhà. Rồi thôi bây giờ em gửi cho anh đi, rồi anh rồi. Gửi cho rồi. Cho sư cô giùm em cũng rồi, được rồi, để rồi. Sư cô gửi lại thầy. Thì đây là tấm lòng của anh Chí. Mà lần trước anh Chí gửi cho các nội ngoại đó. Ha. Rồi anh nghe thử. Cái chạng. Rồi, thì nay chia sẻ với anh luôn là anh Chí lại lần trước gửi cúng dường. Tuy nhiên mà cúng dường chưa được là do cái số lượng mà người nhận bữa hơi đông. Thành ra lần này anh Chí cúng dường cho bên thầy là 8.2 triệu. Kèm theo đó là anh Chí nói em là đem mấy cái cục sạn này xuống để cho các nội ngoại. Hôm chưa có. Hôm bữa nào chưa có thì mình nhận. Thì anh trao giúp giùm em. Anh là anh và quản lý anh Hòa quản lý ở bên dưỡng lão ở chùa Phật Học 2. Đây là còn 8.2 triệu. Rồi giao lại cho sư cô, giao lại cho sư phụ. Dạ đúng rồi. Rồi cảm ơn bà nhiều lắm nha. Dạ. Rồi chúc anh già sức, chúc anh Hòa sức khỏe. Thấy cưng lên là dưỡng lão mừng nữa ở đây. Dạ. Tại vì mới ghé thăm đây mà. Dạ. Rồi anh gửi giùm em nha. Rồi chào chị nha. Dạ, tại bữa nay không có thăm dưỡng lão, bữa nay chỉ gửi quà thôi. Trời ơi, quý lắm rồi. Dạ. Có mặt là mừng rồi. Dạ. Chó đó tôi hoài. Dạ. Rồi bây giờ thì chia sẻ luôn với cô chú anh chị ha. Em sẽ tiếp tục mời cô chú anh chị cùng đi đến ngôi chùa tiếp theo nha. Để cho tấm lòng của anh Chí tiếp tục ha. Em phải đi qua tỉnh khác đây. Khương Nhật Minh mến chào cô chú anh chị. Vậy là bây giờ em đã trở lại huyện Trôn, tỉnh Vĩnh Long rồi. Thì bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị ha, cùng tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô Thảo và cô Trâm để gửi 50 phần bánh trung thu cũng như là 50 lồng đèn đến với cho các bé đang được nuôi dưỡng ở tại chùa Quan Âm hay còn gọi là mái ấm Quan Âm ở tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong buổi trưa mưa gió ngày hôm nay. Thì cô chú anh chị thấy là hiện tại bây giờ mưa cũng đang rất là to hạt đó. Tuy nhiên thì giờ em quay bằng cái này thì có thể nói là cái nước á, nó cũng hạn chế rất là nhiều. Em có thể quay như thế này mà không sợ trời mưa nữa. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong chùa chung với em để thay mặt tấm lòng cô Thảo và cô Trâm để thăm các bé nha. Bây giờ thì thời tiết nó không có thuận lợi lắm cô chú anh chị. Bây giờ khoảng 1 giờ rưỡi buổi trưa chiều ha. Em đang ở tại ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Đây là chùa Quan Âm. Bây giờ cô chú anh chị đợi em vô em lấy cái cục pin với em ghim mớ bánh vào bên trong chánh điện rồi em chia sẻ với cô chú anh chị ha. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, đây là số lượng pin. Pin con ó để cho các bé ha. Thì đối với 50 phần quà thì tương đương với 50 lồng đèn là 100 cục pin. Ở đây thì em lấy 98 cục. Thì các bé ở đây thì nó tầm khoảng 41 bé, nó tầm khoảng chừng 82 cục đó. Thì phần quà của cô Thảo cũng như là cô Trâm là 50 cái bánh trung thu và thập cẩm, 50 cái lồng đèn. Cô chú anh chị có thể thấy đây ha. Ồ, chào thầy. Dạ may mắn quá hôm nay gặp thầy rồi. Dạ mới thấy. Ủa thầy không nghỉ chưa hả? Dạ không. Dạ. Rồi hôm nay chia sẻ thầy là con hôm nay con thay mặt cô Thảo với cô Trâm. Dạ. Dạ là hai nhà ở Tâm ở Mỹ. Có gửi tặng cho các bé cái phần quà là bánh trung thu. Cũng như là những cái lồng đèn. Không biết là hôm mấy bữa gà là có ai tặng bánh trung thu với lồng đèn cho các bé chưa thầy? Dạ cũng có. Dạ. Dạ cũng có một hai nhóm đã đến cho. À. Dạ. Nhưng mà thường tao tặng bánh gì vậy thầy? Dạ cũng bánh trung thu luôn á. À nhưng mà nó nhân gì ạ? À cũng nhiều thứ, có đậu xanh có, thập cẩm có. À dạ, dạ. Thì hôm nay chia sẻ thầy là con thay mặt cô Thảo với cô Trâm là tặng thập cẩm. Dạ. Dạ, bánh trung thu Kinh Đô. Dạ. Với 50 cái lồng đèn. Dạ. Dạ. Thầy có thể là dắt cho con đi thăm các bé để trao mấy cái bánh trung thu với cái lồng đèn cho các bé cầm để cho nhà hảo tâm có thể thấy được không ạ? Dạ được, nhưng mà có vấn đề là sao thầy? À mấy bé đi học hết rồi. Ủa. Vậy giờ còn được nhiêu bé thầy? Còn mấy bé sơ sinh với một hai bé nhỏ ở nhà thôi. À. Khoảng chừng 8-9 bé ở nhà thôi. Dạ. Còn lại thì khoảng 4 giờ rưỡi thì mới có đủ nhà.
Dạ, để vậy thì về. Thôi dạ. Dạ, nếu mà bé quên, con quên là cái thời điểm này là bé cũng đang học rồi. Dạ, nhập học rồi. Thành ra cũng không còn đông lắm. Dạ. Dạ. Nếu mà khoảng 4 giờ rưỡi chiều thì về đủ hết là ở đây là 32 bé. Dạ. Dạ. Nhưng mà thời gian thì con cũng có giới hạn. Dạ. Tại vì bây giờ con phải đi Bến Tre. Dạ. Dạ, vậy thì coi như là thầy nhận giúp con. Dạ. Dạ, tấm lòng của cô Thảo với cô Trâm. Dạ. Gửi mùa Trung Thu năm nay cho các bé. Dạ. Để các bé có thêm được cái sự quan tâm đó. Dạ. Dạ, khi mà thiếu thốn tình cảm cha mẹ. Dạ. Dạ. Rồi thầy xin được thay mặt cho tất cả các bé tại mái ấm ở đây. Dạ. Xin cảm ơn cô Thảo với cô Trâm và cô Trâm. Dạ. Đã gửi bánh cũng như là lồng đèn để cho các bé có cái tưởng cái mùa Trung Thu năm nay. Dạ. Xin trân trọng cảm ơn quý cô và chúc quý cô được nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ, ai gì đạo Phật. Dạ, cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Cũng con cũng chúc thầy có thêm nhiều sức khỏe và có thêm nhiều nhà hảo tâm nữa. Dạ. Thì ghé thăm các bé trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Dạ, thì dạ, con xin phép. Mời vô trong mấy bé không? Dạ thôi, nếu còn mấy bé mà sơ sinh thì nó cũng đâu có ăn được. Dạ, mấy dạ. bé đó thì chưa ăn được. Dạ đó. Còn mấy bé ăn được thì đi học chiều mới về tới. Dạ. 4 giờ rưỡi mới về. Dạ, vậy thì thôi cái này con gửi lại cho thầy. Lồng đèn thì mấy bé cũng chưa chơi được, mấy bé đi học mới chơi được. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì giờ con xin phép con đi Bến Tre thôi. Dạ dạ. Dạ, rồi chúc thầy sức khỏe. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, hẹn gặp lại thầy. Dạ. Dạ. Bây giờ thì em sẽ mời cô chú anh chị đi Bến Tre chung với em ha, để tiếp tục trao tấm lòng của cô Thảo, cô Trâm cũng như là tấm lòng của nhà hảo tâm tiếp theo. Dạ, con xin phép chào thầy. Dạ. Dạ, em đã tới chùa Phật Minh rồi cô chú anh chị. Chào con. Bây giờ là chắc khoảng là 4 giờ rưỡi rồi cô chú anh chị. Thành ra là các bé mới vừa được đưa đón về nè. Rồi, giờ là đi học về là phải đi xếp hàng đi vô ha. Chào mấy con. Đi học vui không? Rồi, chú chào các con. Rồi, ôi, thấy cưng chưa? Dạ, chào mấy con nha. Chào mấy con. Ngoan, chào mấy con. Còn mới đi học về phải không? Ngoan. Rồi. Đó thì con. Đi con. Giỏi. Giỏi quá nè. Giỏi. Chào con. Ôi về về. Ôi về về. Rồi giỏi. Chú chào các con. Ngoan. Ngoan chào các con. Chào con. Được chưa? Vậy là ngày nào đi học về cũng sắp hàng vậy đó ha. Ơi chào cô. Sư phụ ở nhà không cô? Dạ, cho con gặp sư phụ đi cô. Rồi, ngồi anh tạm nha, mình tạm ngồi ha. Dạ, dạ được. Ngồi đâu cũng được hết trơn á, bà con đưa nhanh thôi. Dạ, tới nay có một nhà hảo tâm gửi à. Dạ, rồi chào ngoại, chào mấy cô. Này con ghé cũng nhanh thôi. Ây da, tại vì con cũng hơi mệt rồi. Chào sư phụ. Dạ. Dạ đây, mời sư phụ ngồi đây luôn đi ha. Dạ. Này quay bản máy khác rồi. Vô bên đây ha. Dạ, ngồi vô đứng luôn. Dạ. Rồi thì hôm nay thì con cũng chia sẻ sư phụ. Nay cũng có duyên là mấy bé đi học về, thấy thương quá trời luôn. Vậy là lúc nào về là cũng sắp hàng đi vô nha sư phụ. Dạ. Dạ, rất là hãy cưng. Rồi hôm nay thì con thay mặt anh Phạm Văn Huyến. Dạ. Dạ, ở tại Sài Gòn. Dạ. Thì có gửi đến cho sư phụ cái phần quà, đó là 5 triệu. Dạ.
Dạ, thì sáng dịp ngày hôm nay con thay mặt anh ấy gửi đến cho sư phụ. Dạ. Dạ. Sư cô cũng thay mặt các con cảm ơn anh Phạm Văn Huyên ở Sài Gòn, Văn Huyến ở Sài Gòn. Dạ. Đã gửi cho máy ấm 5 triệu đồng để lo cho các con. Bây giờ cũng đầu năm học mới nên cũng có nhiều cái phải lo. Dạ. Số tiền của anh gửi đến thì rất là quý đối với máy ấm. Dạ. Thay mặt các con xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe cũng như bình an đến tất cả các thành viên trong gia đình của anh Huyến, anh Di Đạt. Dạ, cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Dạ. Rồi thì con cũng xin phép sư phụ con sẽ qua bên máy ấm Đức Quang. Dạ. Dạ. Để... ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi sư phụ. Dạ. Dạ. Cũng mới ăn đây. Dạ. Dạ. Sáng giờ cũng đi cũng mấy tỉnh rồi, thành ra giờ cũng hơi đuối rồi. Quá, Bạc Liêu, Sóc Trăng, dạ. Rồi Vĩnh Long, dạ. Rồi giờ Bến Tre. Dạ, giờ mới ghé đây là buổi chiều cảm đó. Cảm ơn anh lúc nào cũng quan tâm đến máy ấm. Dạ. Cảm ơn anh đã chịu thương chịu khó để mà lo cho nhiều người ha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Chỉ cần mà nhà hảo tâm có gửi là con sẽ ghé đến thăm máy ấm của mình. Dạ, rồi chúc sư phụ sức khỏe để tiếp tục lo cho các bé. Dạ, cảm ơn được tốt nhiều. Hơn nữa. Dạ. Nhất là phải cần có nhiều nhà hảo tâm ghé thăm các bé thường xuyên hơn. Dạ. Dạ. Tháng 7 thì đông rồi đó, nhưng mà dạ. Phải những cái tháng kia nữa thì là dạ. Quá tốt nha. Cũng mong có nhiều nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho cô lo cho các em. Dạ. Tại vì chùa cũng đang xây dựng. Dạ. Cũng nhiều thứ nó cũng còn khó khăn á. Dạ đúng rồi. Dạ mong các nhà hảo tâm cũng thương nhớ đến máy ấm Phật Minh, trợ duyên cho cô, lo cho các con cũng như lo cho chùa. Dạ, cảm ơn sư phụ nhiều lắm. Dạ. Dạ, một lần nữa thì chân thành cảm ơn anh Huyến ở Sài Gòn đã gửi em để gửi đến cho sư phụ máy ấm Phật Minh để lo cho các bé. Dạ, bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng qua máy ấm Đức Quang để tiếp tục trao tấm lòng của những nhà hảo tâm tiếp theo nha. Rồi, con xin phép. Dạ, con chào sư phụ. Dạ. Khương Nhật Minh mến chào cô chú anh chị. Sau khi mà em đã trao xong tấm lòng của anh Huyến nhà hảo tâm ở Sài Gòn đến với máy ấm Phật Minh, thì giờ em đã tới máy ấm Đức Quang rồi cô chú anh chị. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay em sẽ thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm. Đầu tiên thì chia sẻ với cô chú anh chị là em sẽ thay mặt cô Tâm và chú Dũng. Nếu mà trên YouTube là cô Tâm Hồ đó cô chú anh chị, thì cô Tâm Hồ luôn luôn là ủng hộ em cũng như là chú Dũng ở tại Mỹ, có gửi về cho em là 20 triệu để gửi đến máy ấm Đức Quang cũng như là những cái phần kẹo sô-cô-la, rồi những phần bánh. Thì em sẽ chia sẻ chi tiết với cô chú anh chị về những phần quà bánh ở đây. Ngoài ra thì em cũng thay mặt cô Thảo và cô Trâm là những nhà hảo tâm bên Mỹ gửi đến 130 cái bánh trung thu, kèm theo đó 130 lồng đèn và 260 viên pin để tạo một cái mùa trung thu nó ấm áp hơn đối với những trẻ em mồ côi, kém may mắn hoặc là có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống mà đang nương náu tại chùa hay còn gọi là máy ấm Đức Quang ở tại huyện Bình Đại, Bến Tre này. Thì giờ em sẽ mời cô chú anh chị ha cùng vào bên trong trao tấm lòng của chú Dũng và cô Tâm và chị Thảo và chị Trâm cô chú anh chị ha. Tuy nhiên cái phần quà bữa nay nó hơi nhiều, nó hơi nặng. Thành ra em sẽ mời ở bên máy ấm ra kinh phụ giúp em. Rồi bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào máy ấm chung với em ha. Trước khi mà em vô thì em chia sẻ luôn với cô chú anh chị, thì đối với 130 cái bánh trung thu thì ở đây cô chú anh chị có thể thấy ha, một cái thùng nhỏ nhỏ như thế này 20 cái, thì 6 cái thùng này là mỗi bánh là 20 cái là 120. Riêng cái trên đây thì nó chỉ có 10 cái thôi. Còn dưới là đầy đủ hết là 20 cái nha cô chú anh chị. Đây mở thêm cái nữa nè. Dạ. Ở đây nè. Là 130. Kèm theo đó là 130 cái lồng đèn. Lồng đèn. Đây mình phải tự gáp thì nó mới tại vì em không có gáp, em gáp mà không có chở nhiều được cô chú anh chị. Một bịch như thế này là 10 cái lồng đèn nè. Ngoài ra thì đây là tấm lòng của chú Dũng và cô Tâm, là những cái bịch kẹo sô-cô-la nhỏ nhỏ như thế này. Cái này là 140 bịch kẹo trái cây, kẹo sô-cô-la là 70 bịch, mà đây hai gói này là 140 ha. Rồi bánh Oreo cô chú rất là kỹ, đây là mở chỗ này nè, mà ra thì đây là kẹo trứng nè cô chú anh chị. Ngoài ra cái quan trọng nhất ở đây á, là chú Dũng cô Tâm á, có viết một cái lá thư tâm thư để gửi máy ấm Đức Quang ở đây, rất là quý luôn.
Rồi bây giờ một mình em không thể nào ginh hết được cái này. Em sẽ nhờ ở bên máy ấm cái ginh phụ em nha. Dạ. Dạ, một lần nữa thì em ghé tới máy ấm nước quen ở ấp Long An, xã Long Hòa, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chào con. Ừ, mẹ Phương đâu rồi con? Mẹ Phương đang bận công việc. Con nói mẹ Phương cho Gia Minh gặp đi. Dạ. Dạ, chào anh. Phương đó bệnh. Bệnh nữa hả anh? Dạ, bệnh rồi, đang vô biển rồi. Trời ơi, nữa hả? Phương chỉ bệnh nữa hả? Để chi. Dạ. Cái này là mấy cây trúc hay gì anh? Ồ, rất là lạ này cô chú anh chị. Xem nó nếu mà nhìn nó tựa tựa như một con sâu phải không ạ? Cái điều này thì em nghĩ là những người chơi cây kiển là cũng sẽ biết cái giá trị này lắm nè. Tại vì cái phần rêu mà được mọc được trên đây là cũng rất là hay nè. Mẹ Phương ra không con? À. À, cô chú anh chị thấy ha. Lái xe hộ nghèo, chủ xe hộ cận nghèo. Đây có một cái cây này nó cũng có trái nhiều lắm nè cô chú anh chị. Cái cây này hình như là ngày xưa em cũng hay lấy để em ăn, hình như nó ngọt ngọt chua chua hay gì đó. Ô, trái quá trời luôn. Chị dẫn ghé ra tiếp. Rồi. Em ơi, phụ ginh giùm anh cái này vô một cái được không? Quà tại nó cũng hơi nhiều. Mấy cây này không biết là sau khi mà nó ra cây tre hay cây trúc thì nó ra sao cô chú anh chị ha. Rồi chào chị Phương. Rồi nhìn đi đứng hơi bị khó khăn rồi. Trời ơi, rồi chị vô xong chưa? Chưa mà vẫn ra tiếp em. Trời ơi, quý quá rồi. Em mới tháo ra luôn. Dạ rồi, thì giờ đầu tiên là anh này. Bây giờ đầu tiên thì chị nhờ ai ginh phụ giùm em mấy cái đồ phía trước thì vô em cái. Rồi vậy chị ngồi đó đi để em nhờ cậu này. Này phải 2-3 người ginh mới được. Mới hết. Đây bên đây để. À đúng rồi, ginh vô hết giùm anh. Nhạc bản quyền rồi cô chú anh chị ơi. Đây là lồng đèn với pin. Đúng là chỉ có trẻ mới nhìn nổi thôi. Rồi tiếp ha. Rồi.
À còn một cái thùng nữa nghe. Còn cái thùng kẹo nữa. Rồi, nhìn giúp chú cái thùng đó luôn ha. Dạ, đúng như những gì mà em đã hỏi nhà Hảo Tâm thì chia sẻ chị Phương luôn. Ngày hôm nay á thì em thay mặt là cô Thảo và cô Trâm là hai nhà hảo tâm ở Mỹ có lồng đèn. Dạ đúng. Dạ. Sẽ tặng cho các bé ở tại máy ấm là 130 cái bánh trung thu. Để bây giờ em cho các con lên nha. Dạ đúng rồi. À, dạ chị cho nó lên rồi xếp ở trên đó ha. Hay là như thế nào? Hay là xuống như này? Mang xuống dưới luôn ha. Dạ. Dạ mang xuống dưới. Thêm cái nữa em cũng chia sẻ chị Phương luôn. Dạ. Thì đầu tiên đó là cô Thảo và cô Trâm là gửi tặng 130 phần. Dạ. Là bao gồm 130 cái lồng đèn và 130 cái bánh trung thu Kindle. Dạ, cái này là nhân thập cẩm hết nha chị Phương. Dạ, dạ. Ngon quá trời. Dạ. Rồi, thêm nữa thì chia sẻ luôn với chị Phương nha. Đây là tấm lòng của nhà hảo tâm khác là của cô Tâm và chú Dũng ở bên Mỹ. Thì cô Tâm và chú Dũng có một bức tâm thư. Dạ. Gửi cho máy ấm Đức Quang của mình. Thì cái này chị đọc sau cũng được. Dạ. 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 Thì ngoài ra thì cô Tâm chú Dũng thì tặng là 140 bịch kẹo trái cây. Và 140 bịch kẹo sô-cô-la M&N. Rồi bánh Oreo mà nói chung là ở Mỹ gửi về đó. Và 2 bịch kẹo trứng ở đây. Đó. Ngoài ra thì cô Tâm với chú Dũng có gửi đến cho máy ấm của mình là 20 triệu. Dạ em. Dạ rồi. Thì chia sẻ với chị luôn. Đó là ngày hôm nay là 4 nhà hảo tâm là gửi tặng cho bên chị. Trước tiên là em cảm ơn chị Thảo. Dạ. Tấm lòng của chị Thảo. Dạ. Hỗ trợ 130 phần quà trung thu cho các con, nó gồm có bánh nè, lồng dạ. đèn nè. Dạ. Để các con có đi trung thu. Dạ. Thứ hai nữa là em cũng cảm ơn cô Tâm với chú Dũng. Cô Tâm dạ. với chú Dũng hỗ trợ về kẹo dạ. rồi bánh cho các con. Dạ. Với cộng với tịnh tài số tiền là 20 triệu. Dạ. Để chăm lo đời sống cho các con. Dạ. Em thay mặt sư phụ các con là tri ân tấm lòng của cô Tâm với chú Dũng. Dạ. Cái này là cho em chuyển qua cái bàn thư ký để, dạ. để làm cái quỹ nuôi trẻ. Dạ rồi. Còn cái bức tâm thư của cô Tâm và chú Dũng. Dạ. Em xin phép để tối em đọc cho các con nó nghe. Ồ, tối đọc cho các bé luôn. Dạ. Dạ. Tối em sẽ đọc cho các bé nó nghe những cái tấm lòng của cô Tâm chú Dũng gửi về cho các con. Dạ. Giờ là mình xin phép mình xuống dạ. để cho các con nó vui trung thu. Dạ rồi. Dạ. Đó cũng đúng là nguyện vọng của nhà hảo tâm. Dạ. Mặc dù chị Phương chỉ đang rất là mệt nha cô chú chị. Thấy chị nói yếu lắm mà. Dạ, tại mấy nay em không thấy em đang vô nước biển. Dạ. Mà nghe anh qua cũng mừng. Dạ. Ra. Dạ, cố gắng phải không ạ? Thường dạ. ơi. À, ghi giấy công đức nè Thường. Bàn thư ký lại ghi giấy công đức giùm đi. Dạ, lưu lại thôi ạ. À. Dạ, giấy khỏi ghi ạ. À. Tại em quay thì nó cũng vô hết video rồi. Có cái điều là bây giờ là có thể đem bánh với đem kẹo xuống dạ để phát cho các bé nó vui á. Dạ, để cho nhà hảo tâm vui. Dạ, mấy chị mấy cô một tay ghim phụ giùm em với. Dạ. Cho người phụ cái này xuống dưới giùm, cho cái này phụ xuống dưới giùm. Phụ giùm đem xuống dưới cho nó chơi chung thôi. Dạ. Cái này. Dạ, bưng hết đi chị. Dạ. Dạ. Rồi mấy anh bưng phụ em mấy cái phần quà này xuống dưới nha. Dạ. Ồ, quá mạnh. Dạ, còn 2 thùng nữa. Còn 2 thùng bánh kẹo. Dạ, thùng kẹo với thùng lòng đèn nữa. Em thấy chị Phương mới gãy ốm nha chị Phương. Dạ,
đồ kế. Là chị bệnh mấy ngày rồi? Mới bị hôm nay. Mới bị hôm nay. Chị bị mệt, nhức đầu, chóng mặt hay sao chị? Em bị chóng mặt giống như là rối loạn tiền đình giữa hạ đường huyết, sao em chóng mặt không có say sẩm. À dạ. Là bị sáng giờ luôn. Dạ sáng giờ. Dạ. Nay anh thấy lạ không? Ôi trời. Wow. Nhanh không? Nhanh thiệt luôn á. Dạ. Vậy là cái cửa này bằng sắt luôn hay sao chị? Dạ sắt thì mình sơn lại nữa. À. Dạ. Dạ đúng rồi. Nhanh dữ hen. Nên nhìn đẹp. Dạ, nó nhìn đẹp lắm rồi nè. Còn thùng lồng đèn nữa. Thùng lồng đèn nó hơi nặng đó. Anh Vinh đem thùng lồng đèn nha. Chào Minh, chào các con. Rồi, các con ăn cơm ha. Dạ đúng rồi, dạ dạ chia bánh lên giùm em. Dạ. Hôm nay cha Minh đem kẹo với bánh trung thu tới cho các con nha. Rồi các con ngồi ăn cơm nha. Rồi để các cô bảo mẫu chia nha. Rồi. Quang. Rồi giỏi. Rồi. Đó cô chú chị thấy một phần như thế này là 20 cái nè. Giỏi. Chào con. Giỏi. Hello. Hello, chào con. Cô Phật cảm ơn Minh. Rồi, cho Minh mập á. Ngon không? Các con ăn ngon không? Rồi. Dạ. Dạ cái đó là có 10 cái thôi, còn này 20 hết. Dạ là 130 đó. Rồi các con đi kinh hành đi, các con đi kinh hành đi rồi nhận quà nè. Rồi chị đợi đợi em quay lên đây cái. Ngoan. Ngoan không? Ngon không? Các con thấy ngon không? Chào con. Chào con. Chào con. Đó. Chút xíu nhận kẹo nha. Chút xíu mấy con nhận kẹo nha. Dạ. Alo. Rồi chào con. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn cha chưa?
Minh nè, Giang Minh còn phát kẹo nữa nha. Rồi nó đợi nha. Camera trước tôi coi chị mình cho thấy tụi nhỏ không? À, này. Mấy con ngồi đi rồi cha Minh cho kẹo nè, ha, ngồi đi. Rồi. À, bắt đầu nha, mẹ Phương nè, mẹ Phương cho kẹo nha. Ngồi đi mấy con. Đây, gọi đi con. Rồi. Ơi. Vô hè đi con. Mấy cái ghế này chắc em nghĩ là mình sửa hoài luôn hả chị Phương? Dạ. Ngoan. Gì đó sao khóc rồi? Hả? À, sao khóc rồi? Rồi ngoan. Rồi đi con té. À, ăn cơm xong rồi hãy ăn nha. Ngoan. Được không? Thấy con trong đó phải không? Bữa nay Giang Minh quay về là tụi con thấy tụi con trong đây nè. Đó. Đúng rồi, Giang Minh thấy luôn. Đây. Đây con nè. Đó. Làm dữ không? Hai mặt luôn. Rồi con nè. Đó. Hai mặt.
Đó, đây là gương mặt tụi con nè. Dạ. Thôi. Để cha quay nha. Quay con. Rồi rồi, ok. Rồi ngoan. Rồi đẹp lắm ơi. Rồi bạn nào chưa có giơ tay lên nha. Đó, cô chú anh chị thấy cô chú Dũng với cô Tâm là ghi rất là rõ ràng về cái số lượng để cho các bé là gần như là không có thiếu một ai hết cô chú anh chị ha. Đó. Ghé ngay thời điểm này là các bé đang ăn cơm luôn nè. Mấy em lớn phụ ở ngoài nói em đó. À dạ, mấy bé lớn còn phụ ở ngoài ha. Chào con. Chào mình. Rồi chào con. Con có thấy hình con cho mày phải không? Thôi còn nhiều đó để chị trao sao đi. Dạ. Rồi, vậy là nói chung rồi quá đầy đủ rồi, quá vui vẻ luôn rồi. Dạ. Giờ vừa ăn cơm mà giờ còn 5 kẹo. Dạ. Chị có thể là lấy mấy cái lên mấy bé sơ sinh để em coi nó phản ứng của nó làm sao không chị. Dạ. Cái đó bánh đó chị, bánh mà nó nhỏ nhỏ như thế này hả? Dạ. Dạ. Em cũng muốn xem. Rồi cho mình chào các con nha. Rồi chúc mấy con ngon miệng. A Di Đà Phật. À, lồng đèn trung thu quá nha, mong mốt có gì là mẹ Phương cho mấy con chơi lồng đèn nha. À, còn bữa nay chưa có gáp, lồng đèn chưa có gáp nha. Tại vì mà gáp thì không thể nào chở nhiều được, thành ra là có gì nếu mà tới ngày rằm mà chị có tổ chức trung thu cho bé thì có lồng đèn chị ha. Cũng còn người chị Phương đó mà nhìn thấy chị Phương chi chỉ mệt lắm rồi. Nói chung thì bữa nay em cũng tương đối là mệt á, nhưng mà gặp tự nhiên mấy bé nó mừng vui, cái tự nhiên mình cảm giác cái năng lượng mình khỏe lại vậy. Dạ, vừa bánh vừa kẹo vừa lồng đèn luôn đó. Kinh nói không chị? Nhạc ơi! Cho mấy con nó lại dặn bánh mở giùm chị nè. À. Chào mấy con. Con xếp hàng vô đi rồi lấy bánh ăn. Điểm thi môn Phật đi mẹ cho. Ngoan. Đó, giỏi. Sao miên? Giỏi. Con môn Phật đi. Môn Phật đi con, giỏi. Ừ. Con môn Phật đi. Ừ, con thấy con trong đây phải không?
chỉ. Rồi. Cưng không? Ông đây. Ông con đó. Con trong tay nè. Đây con nè. Con nè. Con đứa nó hồn, nó biết cắn nên nó xé kìa cô chú chị. Dạ. Mà không biết mấy bé này có gan đủ không chị? Dạ. Nói chung là thập cẩm này cũng khó. Dạ đúng rồi. Chứ mà thập cẩm này mấy đứa nhỏ này khó. Nhỏ quá mà. À chị lấy bánh này nè. Bánh này nó không có nhân nè. Ủa nó có nhân kem á. Dạ đúng rồi. Cái nhân thập cẩm này mấy bé này còn nhỏ lắm, chưa nhai được đâu. Dạ mà cái bánh nó được á. Dạ đúng rồi. Để cho nhà hảo tâm ta vui. Dạ. Thấy cái bé nhận cái thể hiện cái niềm nở như thế nào. Trời ơi, ngoan quá. Dạ đúng rồi, nó mềm. Trời ơi, biết chấm vô nữa trời. Ôi, thiệt chứ. Kìa bánh kia, có bánh kia. Nó thấy như trong này vậy. Dạ, đó. Cái bánh này ăn được. Công ty ăn được chưa nè? Dạ. Cho mắt mắt. Cái bánh này thì ăn được nè. Dạ. Ủa cái đó không có nhân hả chị? Có nhân không? Có phải không? À nhân màu đen hay là nhân sô-cô-la? À rồi ăn đi mấy con. Dạ, nó hết rồi, nó hết rồi, nó thấy được nó hết rồi. Có bấm nè, nhấn nè. Con kèn. Con kèn á. Con kèn. Nè con mấy em nó giật bánh rồi chừng nó bóp kiến nè. Dạ rồi. Tập trung lại chỗ cho con ăn. Dạ. Rồi thôi thì chắc em sẽ kết thúc video thôi. Dạ. Dạ thì coi như là ngày hôm nay thì cũng cảm ơn chị nhiều dữ lắm. Mặc dù là đang vô nước biển mà dân nước biển nha luôn. Dạ. Để đón tiếp em cũng như tấm lòng của nhà hảo tâm. Dạ. Là rất là đáng quý. Chúc chị Phương mau phục hồi sức khỏe mà được. Dạ. Chị phải khỏe chị mới lo được. Dạ. Cho các bé nhiều hơn. Dạ rồi em cảm ơn hai mặt các con người sư phụ. Cảm ơn dạ. Cô Thảo và cô Trâm là tặng bánh trung thu lồng đèn. Dạ, chú Dũng nữa. À, chú Dũng và cô Tâm là tặng tình tài với kẹo sô-cô-la và với bánh. Hôm nay chị Thảo đã gieo duyên cho các con có được lồng đèn, có được bánh để vui trung thu. Dạ. Còn cô Tâm với chú Dũng thì lại cho các con kẹo bánh với gieo duyên tình tài để lo đời sống cho các con. Dạ. Dạ. Dạ, bữa nay cũng rất là vui đúng không chị? Dạ, nay vui. Em cũng hy vọng là vào cái ngày 14-15 gì đó. Thì bên chị có nếu mà có tổ chức lồng đèn á, thì có thể dùng số lồng đèn của cô Thảo với cô Trâm. Dạ, dạ. Các con này chắc em sẽ cho nó chơi nhưng mà giờ ráp lại điện tử là nó ham lắm đó. Dạ đúng rồi, lồng đèn điện tử là cho nó an toàn. Dạ. Dạ, với lại em có pin nữa nha. Dạ. Dạ. Em sẽ cho các cô ráp lại rồi cho các con nó tập trung chơi. Dạ. Dạ. À mình tập cho nó ráp không hả chị? Không, mấy em lớn nó sẽ ráp cho mấy em nhỏ rồi anh em nó cùng chơi với nhau. À đúng rồi, hợp lý. Dạ, rồi chúc chị Phương phục hồi sức khỏe. Dạ. Bây giờ thôi chắc em mời chị vô nước biển tiếp. Dạ, dạ rồi. Dạ. Em cảm ơn Vinh. Dạ, bây giờ thì em cũng sẽ xin phép em đi Tiền Giang. À. Tiền Giang để ngày mai em cũng sẽ thay mặt nhà hảo tâm cúng dường một cái ngôi chùa đang xây dựng. Em cũng chưa biết ngôi chùa đó làm sao nữa tại vì nhà hảo tâm xem video của ai ấy. Dạ, thành ra là cũng muốn phát tâm đó, thành ra em cũng đi. Cái sáng về em đi cũng 4 tỉnh này, em cũng hơi mệt rồi. Dạ, cảm ơn Vinh. Dạ, rồi chân thành thì cảm ơn chị Phương nhiều lắm. Và nhất là không quên cảm ơn tấm lòng của chú Dũng, cô Tâm, cô Thảo và cô Trâm là bốn nhà hảo tâm đã hỗ trợ mang niềm vui cho các bé mà tại mấy ấm nước quen, nơi mà các bé rất là thiếu thốn về tình yêu thương của cha mẹ, được bảo bọc nuôi dưỡng bởi thầy chủ trì cũng như là cô Phương đây, cũng như là những người khác mà phụ ở bên trong mấy ấm. Và cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ, an lành, hạnh phúc. Và chào tạm biệt chị Phương. Chúc chị Phương phục hồi sức khỏe sớm nhất có thể nha. Dạ, cô chú Mạnh Thường Vương của anh. Dạ, chào chị Phương. Rồi chào cô Bảo Mẫu nha. Rồi chào các con. Rồi chào đi con. Rồi ngoan.